Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà làm món gà. Gà tre hấp, món này thì rất tốt cho người bị Covid. Và gà tre thì rất bổ dưỡng. Món này dễ làm, dễ ăn, công thức cũng rất đơn giản. Và nếu cả nhà thích món này thì hãy vào bếp cùng mình nhé. Đây là món ăn để tăng sức đề kháng cho người bị Covid. Mình có một con gà tre, một ký ba, ba cây sả, một củ tỏi, một miếng gừng nhỏ, 1/4 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm. Cho vào trong chén này là 1/2 muỗng cà phê bột ngọt này, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Mình trộn đều lên. Và đây là một con gà tre 1.3 kg này. Mình rửa sạch sẽ bằng muối, bằng giấm, bằng rượu rồi. Muối thì nó khử độc, còn giấm thì nó hết nhớt, còn rượu thì nó thơm. Bây giờ mình cho gia vị bơm mình ướp. Đó, mình xoa hết lên trên người nó, cho nó ngấm. Và mình ướp khoảng 20 phút rồi mình đem hấp. Cái món này thì bổ dưỡng cho người bị Covid á. Ví dụ những bạn trẻ thì không cần, nhưng mà những người lớn tuổi rồi á thì nên ăn những cái con gà tre này, nó bồi dưỡng sức khỏe, nó mau khỏi lắm. Thì vì người lớn tuổi mà bị Covid rồi á thì nó lâu khỏi hơn là rất dứa trẻ. Và còn dư cái gia vị này mình bỏ trong ruột con gà luôn này để cho nó ngấm này. Bây giờ thì mình nha, cả nhà ơi, đây là tỏi mình đập dập nè, gừng đập dập nè, mình cho một ít vào trong bụng con gà để cho nó thơm, còn phần mình để ít bên ngoài đó, mình để xoan cho nó thơm. Món ăn này thì rất tốt cho sức khỏe, và gà tre thì nó tốt lắm. Đó, mình massage cho nó khoảng 5 phút. Và cái bộ lòng gà thì mình cũng bỏ trong trong bụng nó luôn này. Còn cái chân thì mình để bên ngoài. Mình ướp khoảng 20 phút rồi mình đem hấp. Bây giờ mình ướp gà được 25 phút rồi. Bây giờ mình cho trong này là 3 cây sả đập dập này. Và mình cho con gà vô. Mình cho cái chân vô luôn. Cái tỏi hồi nãy cái còn đó mình bỏ vào đây luôn. Và cái nước ướp gà đó mình cũng bỏ ở đây luôn. Mình cho vô 2/3 chén rượu trắng này. Thứ nhất là để cho nó thơm, thứ hai là gà nó không có bị cháy. Và mình không có đổ nước, mình chỉ đổ ít nước thôi. Mình cho vô 1/3 chén nước. Bây giờ mình bật bếp lên, mình hấp gà. Lúc đầu mình để lửa lớn, lát nữa nó sôi thì mình sẽ để lửa nhỏ. Lúc này nồi gà của mình đã sôi rồi thì mình hạ lửa nhỏ xuống. Gà của mình hấp được 10 phút rồi. Bây giờ mình lật nó lên để cho nó chín đều. Và gà tre thì nó lâu chín hơn gà ta đó cả nhà. Cho nên mình hấp hơi lâu một xíu. Và đây là món thức uống cũng dành cho người Covid. Đây là nửa ký tía tô. Bây giờ mình đem mình nấu nước. Bây giờ mình đổ vô đây 2 lít nước để mình nấu nè. Và mình đổ nước sôi cho nó nhanh. Và bếp bên này thì mình bật cái nồi tía tô lên nè, để lửa lớn. Nồi nước tía tô của mình sôi, mình hạ lửa nhỏ xuống. Bây giờ nồi tía tô của mình sôi được 15 phút thì mình tắt bếp, mình để cho nó nguội. Cả nhà ơi, đây là cái tô nước tía tô mình nấu, mình để nguội rồi nè. Cái nước tía tô này thì mình bị Covid á, mình uống thay nước hàng ngày rất là tốt. Và đây là nửa ký tía tô thì mình nấu 2 lít nước. Ta có thể nấu lợt hơn cũng được và đậm hơn cũng được. Và cái nước tía tô này thì nó rất là dễ uống, mình không cần bỏ đường đâu. Mình uống rất là mau khỏi, bệnh Covid rất mau khỏi. Từ vì người nhà mình đã bị như vậy rồi, đã bị Covid xong rồi cũng nấu như vậy này uống nè. Kết hợp với lại tỏi, sông tỏi nè, kết hợp với gà.
gà tre đó, cho nên là rất là tốt. Hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Và mình cũng chia sẻ thêm cả nhà một món này nè, tỏi 100g. Mình sẽ đập dập ra. Ta có thể dùng cái kẹp tỏi nè, mình kẹp cho nó dập ra. Và mình nấu lên là mình xong. Cái này mình chỉ xong cái đầu thôi nha cả nhà ơi, chứ mình không cần xong cả người. Này thì mình đã đập dập hết rồi nè. Đây là 100g tỏi. Mình cho vô một chén nước. Bây giờ mình bật bếp lên, mình đun tỏi nè. Mình đun cho nó sôi. Bây giờ tỏi của mình nó sôi được 4 phút rồi thì mình tắt bếp nè. Cả nhà ơi, đây là nồi tỏi mình đun sôi rồi nè. Bây giờ á thì mình xong Covid á thì mình bỏ trong cái cà mên hay là bất cứ một cái gì bằng kim loại cũng được, bằng sành cũng được. Và ta chùm chùm cái mền với cái đầu mình nhá, mình xông cái tỏi này nè, cho cái nước miếng mình nó nhỏ xuống, mình tìm cái gì xấu xấu á, mình cho nước miếng mình nó nhỏ xuống như này nè, và mình không cho nước miếng mình nó trôi vô. Nghĩa là mình chùm cái chăn cái mền trên đầu mình á, để cho cái miệng mình á nó hứng vào trong cái tỏi này nè, đó, hứng tỏi giống như mình xông cảm vậy đó, cho nước miếng trong họng mình nó chảy ra. Thì Covid, bị Covid rất là nhanh khỏi, và người nhà mình đã làm như vậy rồi, cho nên mình chia sẻ tất cả mọi người cùng xem. Nhà ơi, bây giờ mình xé gà ra mình ăn thử nè. Mình mời cả nhà cùng ăn gà với mình nha. Gà tre thì nó hơi dai cả nhà và rất tốt cho sức khỏe. Người bị Covid á, ăn cái này rất là tốt nè. Bởi vì nó nhiều dinh dưỡng lắm, và nó tốt cho sức khỏe nữa. Mời cả nhà cùng ăn gà với mình nha. Khi ăn thì mình chấm với muối tiêu, chanh ớt nè. Ngon lắm cả nhà ơi. Gà ta thì mình ăn nhiều rồi, hôm nay thì mình mới ăn được gà tre nè. Ăn rất là ngọt thịt và nó thơm, thật là thơm. Đây là món gà tre hấp của mình mới làm xong. Gà tre thì rất tốt cho sức khỏe. Và nếu cả nhà thấy video này hữu ích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.